Xin chào quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì có nhiều khán giả đã gửi thư đến chương trình Xe Hay hỏi rằng, thắc mắc rằng động cơ EcoBoost là động cơ gì, hoạt động ra sao, có bền hay không, tốt hay không, tiết kiệm nhiên liệu hay không. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu về động cơ EcoBoost, động cơ của hãng xe Ford được đặt trên những chiếc xe như là Ford Fiesta hay là Ford Focus. Theo như nhà sản xuất công bố thì động cơ EcoBoost này nhỏ hơn, nhẹ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng lại mạnh hơn. Nghe cũng có vẻ hơi khó tin đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng ta tìm hiểu xem chiếc EcoBoost xem có thực sự như vậy hay không. Ford là một trong những hãng xe tiên phong và tích cực nhất trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí CO2. Điển hình là hãng xe Mỹ ngày càng cho ra đời nhiều mẫu xe được trang bị động cơ xanh EcoBoost. Nói đến những chiếc xe được trang bị động cơ EcoBoost tại Việt Nam, phải kể đến Fiesta 1.0 lít EcoBoost. Đây cũng chính là thế hệ EcoBoost đầu tiên được mang về Việt Nam. Tiếp nối thành công của mình trong việc phân phối những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu tại thị trường Việt Nam, Ford tiếp tục mang về giới thiệu tại đây mẫu xe Focus đời mới, với điểm nhấn là động cơ EcoBoost dung tích 1.5 lít, nhỏ mà mạnh mẽ tương đương với động cơ 2.0 lít thông thường. Vậy làm thế nào để một động cơ nhỏ nhưng lại cho một công suất lớn? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa ba công nghệ chủ chốt: phun nhiên liệu trực tiếp, turbo tăng áp và trục cam biến thiên. Đầu tiên là hệ thống làm mát, đưa dầu máy chạy quanh ống xi lanh trong quá trình khởi động nhằm làm nóng động cơ nhanh hơn. Điều này làm giảm ma sát bên trong động cơ, tiêu tốn ít nhiên liệu hơn, giảm thiểu khí thải ngay cả khi động cơ mới hoạt động. Bản thân kích thước nhỏ gọn của EcoBoost đã giúp giảm tiêu hao nhiên liệu, nhưng chính hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp mới đem lại sự tiết kiệm tuyệt vời. Từng giọt nhiên liệu sẽ được đốt triệt để do được phun với áp suất cao với một lượng chính xác vào buồng đốt của mỗi xi lanh của động cơ. Thời điểm và cường độ của các kim phun được điều khiển bằng điện tử, đảm bảo việc cung cấp nhiên liệu phù hợp với điều kiện hoạt động của động cơ, giúp động cơ vận hành êm ái. Để chắc chắn rằng dung tích nhỏ không làm ảnh hưởng đến công suất, turbo tăng áp và trục cam biến thiên đã được sử dụng trong dòng động cơ EcoBoost. Turbo tăng áp cho phép đưa thêm lượng khí nạp vào buồng đốt với áp lực lớn hơn để động cơ sinh ra công suất tương đương với động cơ lớn nhưng không tiêu tốn thêm nhiên liệu. Chính lượng khí bổ sung này giúp turbo quay nhanh hơn và nhờ đó động cơ sinh ra công suất một cách nhanh chóng, gần như loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trễ turbo. Trục cam được vận hành bởi xích cam nhúng trong dầu, làm giảm ma sát dẫn tới giảm tiêu hao nhiên liệu. Công nghệ van biến thiên giúp tối ưu hóa lượng nhiên liệu trong buồng đốt ở mọi tốc độ, đặc biệt khi động cơ đạt moment cực đại. Công nghệ này cho phép van nạp xả được mở vào thời điểm thích hợp, giúp khí thải được đẩy ra nhanh hơn, đồng thời không khí sẽ được hút vào buồng đốt nhiều hơn. Đầu piston được thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu ma sát trong quá trình vận hành. Hệ thống phun xăng với kim phun được đặt trực tiếp vào chính giữa xi lanh, làm tăng khả năng hòa trộn giữa không khí và xăng, giúp tăng hiệu quả của kỳ nổ và giảm khí thải. Công nghệ phun xăng trực tiếp cũng cho phép phun xăng nhiều lần trong một chu kỳ động cơ, giúp tăng hiệu năng và sự tiết kiệm đáng kể cho động cơ. Hệ thống ống dẫn khí thải hoàn toàn mới gắn trực tiếp vào đầu xi lanh, giúp động cơ hoạt động mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Turbo tăng áp giúp động cơ tạo ra moment xoắn cao ngay cả ở những vòng tua máy thấp, giúp chiếc xe có được khả năng tăng tốc nhanh chóng, khả năng chỉ thấy trên những chiếc xe cỡ lớn. Công nghệ bơm dầu biến thiên 2 cấp giúp đảm bảo áp suất dầu ở mức tối ưu tùy thuộc vào tốc độ. Động cơ tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, ít khí thải CO2 hơn, hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời mang lại cảm giác lái xe thú vị hơn. Với một chiếc xe được trang bị động cơ tăng áp, động cơ EcoBoost thì khi lên xe, đây là chiếc xe Focus, bạn sẽ có một cái sự cảm nhận rất là khác biệt. Ví dụ như thế này, khi bạn nổ máy và để ở chế độ N, chiếc xe sẽ nổ rất là êm, nhẹ nhàng. Nhưng với một động cơ thường, nếu như bạn gạt sang số D, nó sẽ vẫn ở chế độ êm ái như thế. Còn Ford Focus EcoBoost thì không, nó đã gầm hơn, rung hơn. Tại sao vậy? Lúc này hệ thống tăng áp đã được chạy và nó luôn sẵn sàng để đáp ứng cái yêu cầu chân ga của bạn, giúp bạn có thể tăng tốc nhanh hơn, giảm cái độ trễ chân ga. Bạn về lại N, vâng, như có tiếng ngắt ra, nó lại êm lại như cũ. Vào D, nó lại rung và lại gầm hơn một đôi chút, mặc dù tốc độ vòng tua gần như là không thay đổi, vẫn chỉ ở khoảng 750 đến 800 vòng phút. Và bây giờ chúng ta sẽ thử tăng tốc với động cơ EcoBoost 1.5 trên chiếc xe Focus này.
xem khả năng tăng tốc của chiếc xe này như thế nào. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu đoạn đường thẳng không có người. Vâng, rất nhanh. Phải nói rằng nó nhanh hơn hẳn so với động cơ thường. Có thể ví ngay với chiếc Ford Focus đời cũ bản động cơ 2.0. Mặc dù động cơ 2.0 nhưng tăng tốc không thể nhanh bằng động cơ 1.5 với turbo tăng áp. Nó sản sinh công suất còn mạnh hơn 10 mã lực so với động cơ 2.0. Rõ ràng là vẫn còn một chút độ trễ. Thực ra thì trễ là điều đương nhiên, bởi thực tế thì đây vẫn là một động cơ turbo tăng áp và gắn một motor tăng áp ở bên cạnh. Chính vì thế độ trễ là gần như bắt buộc là phải có, nhưng độ trễ nó dài hay độ trễ nó ngắn nó lại tùy thuộc vào công nghệ của động cơ đó. Và độ trễ trên Focus EcoBoost là rất nhỏ. Và bây giờ tôi sẽ vào số S xem như thế nào. Vâng, lúc này đã thấy nó gầm gừ hơn rồi, nó thể thao hơn hẳn. Tôi đang ùn ỉn chân ga nhẹ nhàng và đã thấy xe nó đã chồm lên ngay. Vâng, tăng tốc cực nhanh và tiếng nổ có thể nói là rất thể thao. Lại về đây thôi, vô cùng hấp dẫn. Độ trễ thực sự là khó cảm nhận là nó có nhiều hơn hay là ít hơn so với số D. Tôi thì tôi không thể cảm nhận được, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ còn trễ ít hơn so với số D. Chiếc xe vút đi rất nhanh theo chân ga. EcoBoost mang lại bước đột phá trong lĩnh vực tiết kiệm nhiên liệu, đúng với điều khách hàng mong đợi mà không làm giảm công suất của động cơ. Nhỏ hơn, mạnh hơn và cực kỳ tiết kiệm là những tính năng chính của Ford EcoBoost. Với dung tích 1.5 lít, EcoBoost đã mang lại những con số đáng kinh ngạc. Cụ thể, ở thành viên thứ 2 của gia đình EcoBoost tại Việt Nam, EcoBoost 1.5 lít 4 xi lanh mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu cung cấp cho Focus mới công suất 180 mã lực với mô men xoắn 240 Nm, tương đương với công suất của một động cơ 2.0 lít thông thường, mà lại tiết kiệm nhiên liệu hơn 6% khi chỉ cần 6,2 lít cho 100 km thay vì 6,6 lít cho 100 km như ở động cơ 2.0 lít GDI và ít khí thải hơn. Vâng, như vậy là sau bài tìm hiểu thì chúng ta đã thấy rằng động cơ EcoBoost thực chất không phải là một công nghệ gì nó quá mới mẻ, nó cũng đã có từ lâu rồi, động cơ tăng áp. Nhưng với công nghệ ngày nay tiên tiến và hiện đại hơn thì động cơ này đã được tối ưu hóa rất nhiều những cái khâu nhỏ, chi tiết nhỏ, làm cho khả năng vận hành của động cơ tốt hơn, êm ái hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và ở Việt Nam chúng ta đã có động cơ này và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một cách bền bỉ và thoải mái. Và một chiếc xe được trang bị động cơ này, tôi nghĩ với những giải thưởng mà nó đã được trao tặng ở châu Âu thì nó là một chiếc động cơ tốt.